Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 1997, chúng ta đang ở tại Sông Thượng. Cách đây chừng 20 năm, tôi có viếng thăm Sri Lanka trong cái hội nghị các tôn giáo. Thì có một bữa tôi đi ra ngoài bãi biển thì gặp một bọn con nít nhà nghèo, nó đang chơi ở ngoài bãi biển. Và thấy rằng tuy các em nó nghèo, áo quần không có tươm tất, nhưng mà thân thể nó khỏe mạnh. Tại vì nó sống ở cái miền quê. Hội nghị được tổ chức ở một miền quê, trong một cái khách sạn rất là sang trọng, nhưng mà xung quanh đó toàn là sống nghèo và các em thuộc về con cháu nhà nghèo. Thì khi mà thấy các em chơi với nhau ở ngoài bãi biển thì tôi rất lý làm thích, và vì vậy cho nên muốn tới để chơi với tụi đó, nhưng mà không có nói được tiếng của các em. Và vì vậy cho nên cứ tới rồi ngồi bên tụi đó rồi ôm tụi nó thôi. Đột nhiên tôi nhớ rằng mình có một thứ ngôn ngữ có thể truyền thông với nó được. Cho nên tôi mới chắp tay lại và tôi đọc Bundang Saranang Gacchami, thì có một số các em nó nhận ra được đây là cái kinh của nó. Thành ra nó chắp tay lại, nó tụng Bundang Saranang Gacchami, và mấy ông cháu ngồi trên bãi biển mà cứ tụng cái đó hoài, thấy rất là vui, khỏi nói chuyện gì hết. Nhưng sau đó thì mình nhận thấy có mấy đứa nó không có tụng, và té ra nó là người công giáo. Thì tôi nói chắp tay lại, đưa tay làm dấu chắp tay lại. Rồi tôi nghĩ thế nào nếu mà nó không có Nam Mô Bồ thì nó cũng Nam Mô cái gì, giống như là Nam Mô Maria, Maria Gia. Thì tôi mới đọc Nam Mô Maria Gia thì nó chắp tay, nó đọc Nam Mô Maria Gia, Nam Mô Christaya. Tại vì người công giáo ở bên đó họ cũng dùng chữ Nam Mô. Thì ở bên Ấn Độ cũng có một giáo hội Cơ Đốc giáo, và những người thực tập và Cơ Đốc giáo ở Ấn Độ là những người có cái nguồn gốc Ấn Độ giáo. Bởi vì vậy cho nên họ đem cái nguồn gốc của Ấn Độ giáo đó họ tiếp nhận Cơ Đốc giáo. Bởi vì vậy cho nên họ cũng đọc Nama Christaya thay vì Nam Mô Buddhaya thì Nam Mô Christaya. Nhưng người Ấn Độ giáo thì Om Nama Shivaya, Shivaya là thần Shiva. Thành ra tôn giáo nào cũng Nam Mô hết. Còn cũng Om là cái âm thanh nguyên khí, cái primeval sound, gọi lên cái tên, nó tượng trưng cho cái bí mật ngàn đời mà chúng ta gọi là chân như là bản thể, là thượng đế, the ineffable mystery that we call God, Om. Thành ra Om cũng là niệm buộc thần chứng Om. Trong khi mình thở vào và thở ra thì tiếng om đó bây giờ cũng được thực tập trong Ấn Độ giáo, mà cũng được thực tập ở trong Phật giáo. Tại om mani padme hum là cái chữ om đó. Rồi bây giờ người Cơ Đốc giáo cũng om om nam kristaya, thành ra giống nhau lắm, vui lắm. Và trong Cơ Đốc giáo bây giờ đây thì có nhiều nơi họ cũng thực tập niệm Chúa bằng cách phối hợp với là hơi thở.
Cô nhìn là cái truyền thống thực tập bằng hơi thở nó có trong đạo Bụt Nguyên Thủy từ hồi Bụt còn tại thế, và nó có mặt trước cả Bụt nữa, là dùng hơi thở. Nhưng mà đến khi mà Bụt sử dụng an văn tu ý thì hơi thở trở nên một pháp thực tập và chánh niệm rất là quan trọng. Và chúng ta có kinh an văn tu ý, tức là Anapanasati Sutta. Thì hiện bây giờ trên thế giới có nhiều cộng đồng người Kitô giáo cũng đang thực tập niệm Chúa với là hơi thở. Khi mà họ thở vào thì họ nói Jesus my Lord, Jesus mon Seigneur. Khi mà họ thở ra họ có thể nói Jesus, Jesus my God. Và có người khi thở vào thì nói là Jesus fill me with yourself. Chúa ơi, hãy làm cho bản thân của con đầy năng lượng của Chúa. Fill me with yourself. Và khi mà thở ra nói Jesus, empty me of myself. Hãy lấy cái ta của con ra khỏi con và hãy đưa cái ta của Chúa vào trong con. Thành ra Jesus my Lord, Jesus my God, fill me with yourself, empty me of myself. Thì có cái yourself và myself. Thì ở trong này mình cũng có thấy được cái tự giác, cái insight là mình phải bỏ cái ngã của mình đi mà đưa cái bản tính chân như cái tự giác, cái bản môn đi vào trong mình. Rồi có những người Ấn Độ giáo họ thực tập tiếng om mà thôi. Om. Ở cái đó thì họ tiếp nhận cái năng lượng của cái bản môn vào trong họ. Tại vì om là tượng trưng cho cái năng lượng nguyên thủy của bản môn. Và có khi họ chia ra om thành ra 7 tiếng hay là 6 tiếng. Nam mô Amitabha Buddha, Nam mô Amitabha Bhutsu, hay là Nam mô A Di Đà Phật vậy đó. Thành ra có nhiều cái nó giống nhau lắm. Nếu mà mình nghiên cứu và mình trao đổi, chúng ta trong thứ năm tuần rồi con nói tới truyền thống Do Thái giáo, và chúng ta biết rằng cái tên của Yahweh là cái tên linh thiêng. Ở trong thánh kinh thi thiên tức là Psalms, chúng ta dịch là thi thiên, tức là những cái thiên về thơ, thì có những cái câu mà có thể sử dụng để tụng niệm được. Ví dụ như là Yahweh, our Lord, how great your name, how great is your name throughout the earth. Lạy Chúa của chúng con là Yahweh, tên của Ngài là nó vĩ đại cùng khắp thế giới. Và cái câu làm cho mình thấy rất quen thuộc là In you, Yahweh, I take shelter, hay là I take refuge. Con về nương tựa nơi Yahweh. Nó giống hệt như là Buddhang Saranang Gacchami, con về nương tựa Bụt. In you, Yahweh, I take shelter, I take refuge. Never let me be disgraced. Nơi Ngài, nơi tượng đế, con tìm về nương tựa. Đừng có để cho con bơ vơ
thất sủng. Đó là Thi Thiên bài thứ 31, câu thứ 1, câu thứ 3. Tên Yahweh là một cái mỹ hiệu. Yahweh là Yahweh, là một cái tháp cao, và những người có đức hạnh thì tìm tới đó để đi tìm để được an ninh. The name of Yahweh is a strong tower. The virtuous man runs to it and is secure. Đó là Proverbs, ở trong Thiên Proverbs, đoạn thứ 18. Và trong Thi Thiên 118 có nói rằng là hãy cảm tạ Thượng Đế, tại vì Thượng Đế là chí thiện. Là từ bi, là tự giác. Give thanks to Yahweh, for he is good, his love and his understanding, his wisdom. Trong phúc âm của Thánh Giăng, tức là John, đoạn thứ 17, con đã làm cho loài người biết tới danh của Chúa, và con sẽ tiếp tục làm như vậy để cho tình yêu của Chúa có trong những người đó, và con cũng có trong những người đó. I have made your name known to them and will continue to make it known so that the love with which you love me may be in them also. So that I may be in them. Con đã biểu lộ danh Chúa cho họ, và con sẽ còn biểu lộ nữa để tình yêu của Chúa có ở nơi con, ở nơi họ, và con cũng sẽ có ở nơi họ. Trong cái câu kinh này, phúc âm của Thánh Giăng John, thì mình thấy được cái tự giác của tương tức. Có nhiều người đặt câu hỏi không biết là Cơ Đốc giáo có phải là nhất thần giáo không, là tại vì chủ trương có tới ba thần. Chúa có tới ba ngôi, tức là ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Những người Do Thái giáo đôi khi họ đặt cái vấn đề không biết là Cơ Đốc giáo có phải là nhất thần giáo hay không, monotheism không, là tại vì con nói tới Chúa Cha, rồi tới Chúa Con, rồi Chúa Thánh Thần. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu, nếu chúng ta thực tập, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong ba cái ngôi đó nó có cái tính tương tức, là một trong ba và ba là một. Thì câu kinh này nó cũng cho chúng ta thấy, hé cho chúng ta thấy được cái tính tương tức của Chúa ba ngôi. That they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Đây là bản dịch của Tân Ước. Trong Thánh Kinh tiếng Việt, con cầu cho họ nên một, họ tức là loài người, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, chớ gì họ cũng được nên một với chúng ta, để cho thế gian tin rằng Cha đã sai con tới. Đọc lại bằng tiếng Anh: That they may all be one, even as you, Father,
are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent. Trong cái câu kinh này tôi thấy rất rõ rằng là ngôi thứ hai, tức là Chúa Con, là nằm ở trong Chúa Cha, và Chúa Con cũng nằm ở trong tất cả mọi người, và có một cái ý muốn rằng sẽ gom hết tất cả lại là một, tất cả đều là ở trong một cái thể tính mà thôi. Thì đây là tính tương tức của không những của ba ngôi mà của chủ thể sáng tạo và đối tượng của sáng tạo. The subject of creation and the object of creation between creator and creature. Thành ra con người thực tập tín môn Bhakta. Bhakta tức là nó là cái người thực tập Bhakti, tức là tín môn. Ban đầu thì nghĩ rằng Chúa là một cái đối tượng của tín ngưỡng, Chúa là mật ong, là đường, còn mình là người nếm mật ong, nếm đường, hai bên là phải khác nhau. Và có một sự phân biệt rạch ròi giữa chủ thể và đối tượng. Nhưng mà trong giáo lý căn bản, chúng ta thấy tính tương tức của tạo hóa và tạo vật. Chúng ta thấy tương tức từ Chúa Ba Ngôi, và chúng ta thấy tương tức, thấy sự tương tức của giữa Chúa Ngôi Cha, Chúa Ngôi Con và tất cả muôn loài. Con ở trong Cha, I am in my Father, đó là một chuyện. I am in you, you are in me and I am in you, đó là lời của Chúa Kitô nói. Tôi có ở trong quý vị và quý vị có ở trong tôi, và tôi có ở trong Cha. Thì câu nói đó nó có nghĩa gì nếu không có nghĩa là cái tính tương tức giữa tạo hóa và tạo vật, cái tính tương tức của Chúa Ba Ngôi là cái bản chất của giáo lý. Trong áo nghĩa thư tức là Upanishad, có nói về cái sự hợp nhất của Atma, của Ngài. Trong nghĩa thư có câu rằng người nào mà có thể thấy được tất cả các loài khác ở trong bản thân mình và thấy được bản thân mình trong tất cả các loài khác, thì những người đó bắt đầu, những người đó đã đạt tới vô úy. Và qua câu này ta thấy rằng tuy áo nghĩa thư dạy về ngã, nhưng kỳ thực cái ngã đó là cái ngã của vô ngã. He who sees all beings in his own self and his own self in all beings loses all fear. Kẻ nào có thể thấy được tất cả mọi loài ở trong bản thân mình và thấy được bản thân mình trong tất cả các loài, thì kẻ đó đã đạt tới vô úy. Đó là trong áo nghĩa thư Upanishad, Isha Upanishad, đoạn số 6. Và như vậy chính cái nghĩa của nó là cái ngã nó được làm bằng yếu tố phi ngã. Và nếu thấy được cái ngã là yếu tố phi ngã, thấy được tất cả trong mình và mình trong tất cả, thì như vậy là đạt được vô úy, vượt khỏi cái sợ hãi của sống chết. Đó là áo nghĩa thư. Và chúng ta thấy trong câu này cũng có cái trợ giác của tương tức interbeing. Và trong Ấn Độ giáo, người nào cũng biết là Brahman. Brahman tức là cái thực thể siêu việt. Và mình là cái thực thể siêu việt đó. Tôi là Brahman,
Ahang Brahma Asmi. Ahang Brahma Asmi tức là Je suis Brahman. I am Brahman. Ta cũng biết cái câu Prajñānam Brahma. Prajñānam Brahma tức là Brahma là tuệ giác, là trí tuệ. Brahman is wisdom. Prajñānam Brahma. Ai cũng biết câu Tattvam Asi. Tattvam Asi nghĩa là anh là cái đó. Anh là cái chân như đó. Anh là cái bản thể đó. Anh là Brahman. Và Brahman là đối tượng đi tìm kiếm của mình. Brahman là chỗ nương tựa của mình, cũng như là Cristo, cũng như là Buddha, cũng như là Vairochana. Và bắt đầu là tình yêu, mình đi kiếm người yêu của mình. Đó là hình bóng tuyệt hảo. By love, he knows me in truth, who I am and what I am. And when he knows me in truth, he enters into my being. Đó là cái thực tập của người Bát Ta, tức là người thực tập của tín môn. Bằng cái tình yêu, người đó có thể thấy được tôi. My love, he knows me in truth. Tôi đây tức là Brahma. Tôi đây tức là Thượng Đế. Tôi đây tức là Bản Môn. My love, he knows me in truth. He knows who I am and what I am. Người đó biết tôi là ai, tôi là cái gì. Và khi người đó biết tôi là cái gì rồi, thì người đó đi vào trong tôi. And when he knows me in truth, he enters into my being. Đó là ao nghĩa thứ.
họ bày được niềm đau nỗi khổ của mình với ai. Bởi vì con đói lần, bởi vì con khát khao. Because I have the hunger, I have the cold. Đói lần, khát khao, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời được tha. Trong lòng mình nó có cái nhu yếu đó, nó có sự thao thức đó đi tìm. Con biết nằm trong trái tim con là niềm tin diệu kỳ, thâm sâu và uyên áo là Thế Tôn có mặt đó, dù con chưa biết đích xác Thế Tôn đâu. Mình biết cái đối tượng mình đi tìm có đó, mình quyết chắc là nó có đó. Đây không phải là một ước mơ viễn vông. Nó có một cái linh tính gì báo cho biết rằng cái mà mình đi tìm nó có thật, nó có ngay đó, chứ không phải là một ảo tưởng. Cái biết này không phải là cái biết của chuyên năng, mà là cái niềm tin rất là diệu kỳ, rất là thâm sâu, rất là uyên áo. Uyên áo tức là màu màu nhiệm, khó hiểu, khó có thể phân tích được bằng cái kỹ năng gọi là uyên áo. Rằng Thế Tôn có mặt đó, tức là cái đối tượng của sự đi tìm của mình là nó có đó, dù con chưa biết đích xác Thế Tôn đó. Con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa Thế Tôn với con đã từng là một. Cái đó cũng phải là cái lý luận, cũng phải là cái phân tích, mà là một cái linh cảm, một cái intuition, là mình và Bụt là một. Rằng khoảng cách giữa hai ta không thể dài hơn quá một nhịp tâm đầu. Một nhịp tâm đầu tức là một cái moment of communion. Tâm đầu tức là khi mà hai cái tâm nó hòa hợp với một, nó thành một, gọi là tâm đầu. Tâm đầu ý hiệp, tâm ý nó hòa hợp với nhau. Cũng như một người mẹ đi tìm con, có bà mẹ đi tìm con, tìm cái năm này sang năm khác, đời này sang đời khác, và có một đứa con đi hoang. Và cái chuyện đó nó xảy ra cho tất cả chúng ta, là có một bà mẹ đang đi tìm chúng ta, và chúng ta là đứa con hoang, đang đi hoang ngàn đời ngàn kiếp. Và cái giây phút mà ta biết tỉnh giấc, ta đi tìm mẹ, thì cái giây phút tâm đầu nó hiện hiện, và mẹ với con được đoàn tụ liền lập tức. Đó là cái nhịp tâm đầu. Cái nhịp đó, cái giây phút đó là giây phút chúng ta chờ đợi. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó có một cái chương gọi là chương Đại Thế Chí Niệm Phật. Có một câu như thế này: thập phương Như Lai lân niệm chúng sinh như một ức tự, nhược ứ đào thề tùy ức hà vi, ứ nhược ức mẫu như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sinh bất tương vi viễn. Nhược chúng sinh tâm ức Phật niệm Phật hiện tiền đương lai, nhất định kiến Phật khứ Phật bất viễn. Nghĩa là các đức Như Lai trong mười phương nhớ thương chúng sinh như là mẹ nhớ con. Thập phương Như Lai linh niệm chúng sanh như mẫu ức tự, nhược tứ đào thể tùy ức hà vi. Nhưng mà nếu đứa con nó trốn mẹ thì mẹ có nhớ cũng vô ích mà thôi. Nhược tứ đào thể tức là nếu đứa con nó trốn đi, nó trốn, nó bỏ nhà nó đi, nhờ tứ đào thể là tốn khoát. Tùy ức hà vi, nếu đứa con có cái tâm đi trốn thì làm sao, thì cái sự ước tưởng của bà mẹ không có ích lợi gì cả. Trái lại, nếu con như mẹ, như là mẹ như con, thì nhất định ngàn đời mẹ con sẽ được đoàn tụ mãi mãi. Nhược tử ức mẫu như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sinh bất tương vi biển.
mẫu tử lịch sinh bất tương bất biến, tức là mẹ và con tại đời này sang đời khác không bao giờ xa lìa nhau nữa. Nhược chúng sinh tâm ức Phật niệm Phật, nếu cái tâm của chúng sinh mình nhớ Bụt và niệm Bụt đó, thì hiện tiền đương lai nhất định kiến Phật khứ phẩm bất biến, và trong giây phút hiện tại cũng như trong tương lai thì sẽ thấy được, đang thấy được Bụt và không có cách xa Bụt một gang tấc nào cả. Hiện tiền đương lai nhất định kiến Phật khứ Phật bất biến, đó là nguyên tắc của sự niệm Bụt, là sự đi tìm. Mà niệm Bụt tức là đi tìm, mà có nhiều cách niệm. Chiều hôm qua bước đi một mình, con thấy lá thu rơi đầy lưỡi phụ. Bước đi một mình tức là bước đi thiền hành, trở về với mình trong cái sự tìm kiếm đó. Tại vì biết rằng cái con đường đi kiếm phải là con đường nội tâm, và biết rằng mình phải trở về nội tâm mới thấy được cái đối tượng của sự tìm kiếm mình. Thì khi mình trở về với mình với chánh niệm thì mình mới nhận rõ cái gì nó đang có mặt. Mình thấy lá thu rơi đầy trước ngõ, vật vần trăng treo trước ngõ đã xuất hiện bất thần như bóng hình người phụ. Cái vần trăng kia hay là tờ lá thu kia là những cái hiện tượng mà mình có thể thấy trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà nếu không có chánh niệm thì vần trăng là một bóng ma, mà cái tờ lá thu đỏ đẹp kia cũng chỉ là một bóng ma. Thì chúng ta đã sống trong muôn đời ngàn kiếp với cái tâm thất niệm đó. Mà ta đi tìm, chúng ta đi tìm ở đâu nữa? Là tại vì trong cái tờ lá thu đó, trong cái mặt trăng tròn đó, nó chứa đựng cái đối tượng của ta đi tìm mà ta không có thấy. Ta bỏ cái tờ lá đó đi, ta bỏ cái mặt trăng đó đi để ta đi tìm, thì làm sao ta thấy được? Tại vì cái mà ta đang đi tìm nó nằm ở trong cái tờ lá đó, nó nằm ở trong mặt trăng đó. Tại vì tạo hóa, the creator và tạo vật, hai cái đó là một. Chúng ta chỉ có thể nắm được tạo hóa khi mà ta nắm được tạo vật. Chúng ta chỉ có thể thấy được creator qua cái creator mà thôi. Chúng ta chỉ có thể thấy được bản môn qua tích môn mà thôi. Chúng ta nhìn xuống biển thì chúng ta thấy muôn ngàn đợt sóng nhấp nhô. Chúng ta nói nước ở đâu? Tôi chỉ thấy sóng mà thôi. Tại sao nước không hiện cho tôi thấy mà tôi chỉ thấy sóng mà thôi? Sự thật là khi anh thấy nước sóng và anh thấy sóng cái sâu sắc thì anh thấy nước. Ngoài sóng anh có thể thấy nước được, tại vì chính nước là sóng. Thế giới hiện tượng, thế giới của tích môn, nó chưa đựng thế giới của bản môn, thế giới của bản thể. Và chính qua cái thế giới hiện tượng đó mà mình nắm được cái thế giới của bản thể. Qua cái tích môn mà nắm được cái bản môn, qua cái tạo sinh mà nắm được cái tạo hóa. Và vì vậy cho nên phải trở về, phải làm quen lại với hạt sỏi, với đọt lá, với vầng trăng, với đám mây. Và chính cái mình đi tìm nó nằm ở trong lòng những cái hiện tượng mà mình gọi là vô thường đó. Cho nên chiều hôm qua bước đi một mình tức là quyết tâm công phu. Con thấy lá thu rơi đầy lối phố, bây giờ bắt đầu là thấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình thấy được cái ngọn lá thu đó. Ngày trước mình có thường nào, mình nghĩ đó không phải là đối tượng của sự đi tìm, nhưng bây giờ mình nhận diện đó. Mình có cảm tưởng là cái mình đi tìm nó nằm ngay trong cái ngọn lá thu đó. Con thấy lá thu rơi đầy lối cũ, vật vần trăng treo trước ngõ đã xuất hiện bất thần như bóng hình người cũ. Có phải là có những cái lúc bận rộn chuyện này chuyện khác, lo nghĩ chuyện này chuyện khác, tự nhiên mở cửa đi ra ngoài thấy vầng trăng nó hiện trên trời, mình mừng như là gặp được một cái cố nhân hay không?
mình làm ăn cái gì mà quên hết. Mặt trăng nó luôn luôn nó có đó, có cả đêm có cả ngày, nhưng mà mình đâu có biết rằng mặt trăng có đó. Cho nên khi mà thấy được mặt trăng, mình thấy như là mình thấy được cố nhân, thấy được người cũ. Trăng có lặn thì trăng cũng ở trong bầu trời, chứ trăng có đi đâu đâu. Trăng lên hay là trăng xuống, trăng tỏ hay là trăng mờ, thì trăng vẫn còn đó. Mình thấy trăng hay là không thấy trăng thì trăng vẫn còn đó. Và chiều hôm nay khi tôi bước đi thiền hành, tôi nhìn lên, tôi thấy vầng trăng treo rất ngọt. Vầng trăng đó nó xuất hiện như là một cố nhân, một thi thứ. Cái thì ra cái mình đi tìm là nó sờ sờ ngay trước mặt, nó có ngay trước mặt. Mình đi tìm ở đâu nữa, mình đi tìm lúc nào nữa, nó có ở trong hiện tại, nó có ở trong giây phút hiện tại, nó có ở ngay tại đây. Rồi kinh đấu xôn xao báo tin là Thiên Tôn đã có mặt tại nơi này. Tất cả sao trên trời đều nói rằng đừng có đi đâu hết, đừng có tìm kiếm ở một thời gian nào khác. Thế Tôn đang có mặt bây giờ và ở đây. Tất cả tinh tú đều lên tiếng cùng một lần và nói với mình điều đó. Đừng có chạy đi đâu hết, đừng có tìm tại đâu hết, ngồi ngay tại chỗ. Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lộ. Chúng ta nhớ tới cái đêm cuối cùng trước khi thành đạo, Bụt ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Và Ngài có linh tính rằng chỉ trong vòng đêm nay là Ngài có thể chọc thủng được cái bức màn bí mật đó. Ngài có thể có một cái breakthrough ngay trong đêm này. Đó là cái linh tính. Và vì vậy cho nên đi tắm xong, Ngài đi thiền hành trở về. Và trước khi ngồi xuống, Ngài nói, dầu cái thân này có tan nát, dầu xương này có tan thành tro bụi, thì tôi sẽ không đứng dậy nữa. Nếu tôi không có tìm ra được đạo. Và Ngài từ từ ngồi xuống và kéo hai chân lại theo cái tư thế kết giới. Đó là lần ngồi cuối cùng. Tôi ngồi xuống một lần này nữa thôi. Đó là sự quyết tâm. Và trong cái đêm đó, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu ma chướng, bao nhiêu trợ lực, nhưng mà Bụt đã vượt thoát và đã chọc thủng được cái màn đêm và đã tìm thấy. Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lộ, chớp lòe qua cửa sổ, trời lên cơn bão tố, đất trời như giận dữ. Chúng ta thường phải trải qua những cái giai đoạn như vậy trước khi chúng ta thấy được cái sự thật. Mỗi khi chúng ta đi qua địa ngục A Tỳ là chúng ta có một cơ hội. Tại vì địa ngục A Tỳ nó sẽ đi qua, và khi mà địa ngục A Tỳ đi qua thì trời sáng trăng hiện. Và chúng ta biết rằng chúng ta không có nên sợ những cái giai đoạn mà địa ngục A Tỳ nó đi tới. Và càng nghi lớn thì cái ngộ nó càng lớn, càng khổ đau nhiều thì cái hạnh phúc càng lớn. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng có lo sợ, đừng có hoảng sợ những cái giai đoạn khó khăn cuộc đời ta, những cái cuộc khủng hoảng mà người Việt gọi là khủng hoảng vỡ da, is the crisis. Chính cái điều qua kỳ đó mình đi qua được thì mình đạt tới cái chân trời của giải thoát, của giác ngộ. Và vì vậy cho nên
chúng ta người nào cũng phải đi ngang qua những cái giai đoạn như vậy, những cái cuộc khủng hoảng lớn lao như vậy. Và chúng ta đừng sợ hãi. Nếu chúng ta biết thì những cuộc khủng hoảng lớn đó nó sẽ đem lại chúng ta sự bình an. Suốt đêm qua trời giáng mưa, mưa cam lộ. Tuy là giông bão, tuy là sấm sét, nhưng mà nó cũng là một thứ cam lộ. Tuy là khổ đau, nhưng mà chính cái khổ đau đó nó sẽ đưa lại sự bình an cho mình. Chớp lòe qua cửa sổ, trời lên cơn bão tố, đất trời như giận dữ. Cái tâm trạng này là tâm trạng mà chúng ta ai cũng đã trải qua và có thể sẽ trải qua nữa. Nhưng mà nhưng cuối cùng trong con mưa cũng tạnh, mưa cũng tạnh. Tức là những đau khổ, những cái tuyệt vọng, những cái khủng hoảng, cuối cùng nó cũng tan biến. Nhìn ra cửa sổ, con thấy vầng trăng khuya đã hiện và đất trời đã thật sự bình an. Như chúng ta vừa mới qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh, chúng ta nằm mê man ở trên giường, không biết rằng chúng ta sẽ sống hay sẽ chết. Nhưng mà cuối cùng thì cơn sốt nó kéo lui và sức khỏe nó được tái lập lại và ta mở mắt, ta biết rằng ta còn sống. Ta nằm trên giường, ta biết rằng ta còn sống, và ngoài kia có trời xanh, có mây trắng, có chim đang hót. Chúng ta ai cũng đã đi qua những cái giai đoạn như vậy. Con thấy vầng trăng khuya đã hiện và đất trời đã thật sự bình an. Tâm mình bây giờ bình an rồi, cơn khủng hoảng đã qua rồi, địa ngục đã qua rồi. Tự soi mình trong gương nguyệt, con thấy con và con bỗng thấy thế tôi. Mình thấy một lần, mình thấy người đi kiếm và đối xử có tìm kiếm, mình thấy một lần trong một giây. Rồi mình thấy ở đâu? Mình thấy ngay trong những cái vật tầm thường mà mình thấy mỗi ngày, trong một tờ lá, trong một hạt sỏi, trong một mặt trăng. Tại vì tờ lá đó là cái gương, cái tấm gương. Tấm gương sáng mà tổ thứ sáu gọi là minh cảnh đài, tâm như minh kính đài, thân thì bồ đề thủ, tâm như minh kính đài. Thì cái đài gương sáng đó chính là cái tờ lá kia, tức là cái hạt sỏi kia, tức là cái vầng trăng kia. Mình nhìn vào đó thì mình thấy được mình, và mình thấy được người yêu của mình, được cái đối tượng của sự tìm kiếm của mình. Nhìn ra cửa sổ, con thấy vầng trăng khuya đã hiện và đất trời đã thực sự bình an. Tự soi mình trong gương mặt, con thấy con và con bỗng thấy thấy tôi đang mỉm cười. Ô hay, vầng trăng thảnh thơi vừa trả lại cho con tất cả những gì con ngỡ rằng con đã mất. Mình đã trải qua bao nhiêu đoạn đường cay đắng, khổ đau. Mình nghĩ rằng mình đã mất hết tất cả những cái đẹp, cái quý, cái niềm tin của mình rồi. Mình đã xác xơ rồi, mình đã tan nát rồi. Ai ngờ tất cả những cái gì quý, đẹp nhất của mình nó vẫn còn nguyên vẹn. Có khi mình giận mình, trong quá khứ có khi mình đã giận mình, có khi mình đã chê mình, có khi mình đã lên án mình, có khi mình đã phạm giới. Mình nghĩ rằng mình đã đánh mất. Nhưng không. Cái vầng trăng đó, cái châu báu đó, nó còn nguyên. Khi mình trở về, mình tiếp xúc được với nó, thì mình thấy rằng mình đã không mất cái gì hết. Tất cả đều nguyên vẹn.
mình không cần phải lên án mình không cần phải buộc tội mình, tại vì tất cả những cái lên, những cái xuống đó, những cái còn, những cái mất đó trong quá khứ, nó đều là giả tạo. Khi mình đã chạm được tới cái viên ngọc ở trong trung tâm rồi, thì tất cả những cái còn, mất, lên, xuống, hơn, thua, nó không còn có nghĩa nữa. The essential, cái thiết yếu nhất mình đã đạt được, thì tất cả những cái kia không còn nghĩa lý gì nữa. Kể cả cái thân này, kể cả cái khuôn mặt của mình, kể cả cái tài năng của mình, cái bằng cấp của mình, cái địa vị của mình, sự thành công, sự thất bại của mình, tất cả đều không có nghĩa, không có nghĩa. Ô hay là một sự ngạc nhiên. Vần trăng thảnh thơi vừa trả lại cho con tất cả những gì con ngỡ rằng con đã mất. There's no point of blaming yourself. There's no point of judging yourself, of despising yourself. Ta không cần phải lên án ta, ta không cần phải hối hận, ta không cần phải trách móc. Tại vì tất cả những cái đó, cũng như những cái khác mà ta đã từng cho là tiểu diệu, tất cả những cái đó đều là giả dối, đều là phù vân, mây bay. Một khi mà ta đã chạm được cái gọi là tình yêu cốt tủy, the essential, từ khoảnh khắc ấy, từng phút giây miên mật, con thấy không có gì đã qua, không có gì cần hồi phục. Không có gì mất, không có cái gì mà ta phải restore lại. Kể cả tuổi trẻ của chúng ta, không có cái gì mất cả. Ta vẫn còn là em bé sơ sinh nguyên vẹn, trong sạch, tuyệt vời. Từng phút giây miên mật nghĩa là ta không có bỏ nữa, ta không bước vào bước ra nữa, ta an trú. Từng phút giây miên mật tức là phút này nó tiếp nối phút khác, ta an trú trong cái đó. Ta không có ra vào như ngày xưa, khi thì chánh niệm, khi thì thất niệm, khi thì an lạc, khi thì khổ đau, khi thì có, khi thì không, khi thì tin, thì không tin. Không có, không có lên xuống ra vào như trước nữa. Bây giờ đã có cái mà ta gọi là stability, thảnh thơi. Không có gì cần hồi phục, tại vì không có gì mất cả. Quý vị có nhớ cái bông, cái bài thơ Hoa Mặt Trời? Em đến đây bằng đôi mắt hồn nhiên, nhìn màu xanh của pháp thân hiện hiện. Dù thế giới tan tành nụ cười bông hoa, vẫn không bao giờ còn tan biến. Chúng ta đã được gì hôm qua và sẽ mất gì sáng nay? Không có được cái gì cả, mà cũng sẽ không mất cái gì cả. Con thấy không có gì đã qua, cũng không có gì cần hồi phục. Em đến đây nhìn thẳng vào thế gian điểm tô bằng tạo tượng. Hoa mặt trời lên rồi, hoa mặt trời mọc rồi, muôn hoa khác đều quay về khi cái tinh yếu, cái quan trọng nhất là mình tiếp xúc được với cái bản tính từ tâm, với chân như, với Thế Tôn. Còn tất cả những cái đó, có hay là không, còn hay là mất, đều không là quan trọng. Con thấy không có gì đã qua, không có gì cần hồi phục. Bông hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng nhìn con nhận mặt. À, té ra mình không có cô đơn, té ra mình
chưa bao giờ từng cô đơn hết. Ai cũng biết mình hết, ai cũng nhận mặt mình, nhận thấy được mặt mình hết. Cái bản lai diện mục, cái mặt mũi xưa nay của mình, the original face, là luôn luôn mình có. Và cái bản lai diện mục đó, bông hoa nào cũng nhận ra được, hạt sỏi nào cũng nhận ra được. Và trong thiền môn, người ta đưa ra công án là cái mặt mũi xưa nay của anh như thế nào? Anh nói cho tôi nghe đi. What is your original face? Thì cái đó là cái mình đi tìm. Và chúng ta đều là bà con trong nhà cả. Bông hoa kia nó nhận mặt được ta, hạt sỏi kia nó nhận mặt được ta, ngọn lá kia nó nhận mặt được ta. Và ở đâu ta cũng thấy ta, ở đâu ta cũng thấy người yêu của ta. Bông hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng nhìn con nhận mặt, nhìn đâu con cũng thấy nụ cười Thế Tôn, nụ cười của không sinh không diệt mà con đã nhận được từ gương Nga. Gương Nga tức là mặt ánh, the mirror of the moon. Và tìm ra được Thế Tôn không phải là do đọc tên, gọi tên Đức Thế Tôn, không phải là hình dung 32 tướng đẹp và 80 vẻ quý của Thế Tôn, mà tìm ra Thế Tôn là bằng, không phải bằng con đường của tín môn mà thôi, mà phải bằng đi qua cửa ngõ của quán môn, tức là nhìn sâu vào trong mỗi hạt sỏi, nhìn sâu vào trong mỗi tờ lá, nhìn sâu vào gương mặt, và mình thấy được mình thấy được Thế Tôn, mình thấy được tính không sinh không diệt, mình thấy được mặt mũi chân thật của mình, gọi là bản lai diện mục của mình. Con đã nhìn thấy Thế Tôn, Thế Tôn ngồi đó vững như núi Tu Di, Thế Tôn ngồi vững như núi Tu Di thì con cũng ngồi đó vững như núi Tu Di. Tại vì con là sự tiếp nối của Thế Tôn, con là Thế Tôn. You are that, that one, that's it. Bình an như hơi thở. Cái mà đi tìm là cái sự bình an, hơi thở của mình nó trở thành rất là bình an. Mà chỉ cái hơi thở đó thôi đủ làm cho mình hạnh phúc. Cái hơi thở đó mình không có đánh mất được. Dù cái thân này có tàn rồi, hơi thở đó vẫn còn. Cho nên ngồi đó mà thở đã là hạnh phúc lắm. Tại vì Thế Tôn vững chãi như Đức Tu Di là bình an như là hơi thở. Thế Tôn ngồi đó như chưa bao giờ từng vắng mặt. Cái mặt trăng có bao giờ vắng mặt đâu, mình tưởng nó vắng mặt. Cái ngọn lá có bao giờ vắng mặt đâu, mình tưởng nó vắng mặt. Cha mẹ có bao giờ vắng mặt đâu, mình tưởng rằng cha mẹ vắng mặt. Kỳ thực cha mẹ luôn luôn có đó trong mình, Thế Tôn luôn luôn có đó, mặt trăng luôn luôn có đó, tờ lá luôn luôn có đó. Như chưa bao giờ từng vắng mặt, như chưa bao giờ trên thế gian đã từng có cơn bão lửa. Cơn bão lửa là những cơn bão mà mình đã đi qua, đó là địa ngục A Tỳ mình đã đi qua. Trong quá khứ mình đã đi qua những cơn bão lửa rất lớn. Thì bây giờ Thế Tôn ngồi im lặng, thật ơi, như những cái cơn bão lửa đó chưa bao giờ từng xuất hiện trong đời mình. Một khi đã thấy được Thế Tôn, tất cả những cái ác mộng trong quá khứ mà mình đã đi qua, nó hình như là chưa bao giờ xuất hiện. Như chưa bao giờ trên thế gian đã từng có cơn bão lửa. Đã có một thời mình nghĩ rằng trên thế gian này không có gì cả, chỉ có những cơn bão lửa mà mình có đi qua, chỉ có địa ngục một thôi. Khắp nơi là địa ngục. Nhưng bây giờ, sau khi đã tiếp xúc với Thế Tôn rồi thì thấy điều hình như chưa bao giờ từng có mặt. Thế Tôn ngồi đó
yên lặng và thảnh thơi. Trời đất ơi, mình lên ruột, mình chạy như giặc, mình chạy như điên. Mình thấy thế giới nó tan thành thành tro bụi rồi, mà Đức Thế Tôn vẫn ngồi đó im lặng và thảnh thơi xuống không? Là tại vì Thế Tôn vượt thoát tất cả những cái lên xuống của cuộc đời. Tại mình lên, tại mình xuống. Chứ nếu mình không lên, mình không xuống thì mình cũng ngồi yên lặng và vững chãi như Thế Tôn mà thôi. Ai bảo mình lên làm cái gì? Ai bảo mình xuống làm cái gì? Leo lên cây làm gì? Để rồi em sợ ngã. Như nhân thượng thọ thời, an trung tự cầu nguyên. Nhược nhân bất thượng thọ, phong vũ hà sở vi. Đó là bốn câu thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Như người leo lên cây trong cái sự an mà lại tìm ra sự nguy. Nếu mà không leo cây thì tăng gió làm được gì? Phong lực hà sở vi. Như nhân thượng thọ thời, an trung tự cầu nguyên. Nhược nhân bất thượng thọ, phong lực hà sở vi. Như người leo lên cây trong cái an mà tự mình tìm lấy cái nguyên. Nếu không leo lên trên cây thì tăng gió làm gì được mình? Tại vì mình chạy theo, tại mình leo lên, cố leo lên, cho nên mình mới hụt hơi, mới té đau. Chứ nếu đừng có chạy theo, đừng có leo lên, thì tại sao mình không có ngồi yên lặng và thảnh thơi được? Và bây giờ anh đã chạy rồi, chị đã chạy rồi, anh đã leo rồi, chị leo rồi, đã biết đau là cái gì rồi thì ngồi yên lại đi. Con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con, nước mắt con không cầm nổi. Tìm ra Thế Tôn tức là tìm ra chính mình, và tìm ra chính mình tức là tìm ra Thế Tôn. Nước mắt con không cầm nổi, con ngồi đó im lặng. Trời xanh cao, núi tuyết in nền trời và nắng reo phơi phới. Đây là niềm vui, niềm vui của giải thoát. Con ngồi đó im lặng, trời xanh cao, cái màu trời xanh thanh thản kia là cái sự vững chãi, là sự thanh thản của mình. Dầu mây có kéo tới, dầu có bão có tố xảy ra đêm ngày, thì cái bầu trời xanh cao đó nó vẫn còn, nó ở trên tất cả. Bao nhiêu gió mưa giông bão không có động tới được cái bầu trời xanh cao đó, tại mình không nương tựa vào trời xanh cao, mình nương tựa vào mây và gió, cho nên mình được khổ. Và đây là niềm vui, niềm vui lớn, niềm vui không có thể nào có người nào lấy đi được. Im lặng trời xanh cao, núi tuyết in nền trời và nắng reo phơi phới. Ngày xưa thầy có những cái giấc mơ rất đẹp, trong những giấc mơ đó thấy những cái đỉnh núi tuyết in trên nền trời xanh. Đó là những một trong những cái giấc mơ đẹp nhất mà thầy đã đi qua. Thế Tôn là tình yêu đầu. Bhagavan, you are my first love. Tại vì từ khi mình mới sinh ra, từ khi mình mới bắt đầu biết thở, mình đã đi tìm rồi. Thế Tôn là tình yêu đầu, Thế Tôn là tình yêu tinh khôi. Tinh khôi nghĩa là nó mới tinh, nó bắt đầu thôi. Luôn luôn là nó bắt đầu.
không có trải qua những lên xuống, nó không có những cái hệ lụy, nó không có những cái hư hao, nó là tuyệt đối, đó là mối tình tuyệt đối. Thế Tôn là tình yêu đầu, Thế Tôn là tình yêu tinh khôi, nghĩa là không bao giờ sẽ cần tình yêu cuối. Tình yêu cuối là một cái ý nguyện, cái ước muốn bù đắp, một cái lỗ an ủi, một cái sự chấp nối, một cái ước muốn được sống sót. Nhưng mà tình yêu cuối nó được đối lập với cái tình yêu đầu. Tình yêu đầu là cái tình yêu tập sự, và cái chữ đầu với chữ cuối này nó đối đãi với nhau. Trong khi đó thì cái danh từ tình yêu đầu ở trong câu thơ này nó không phải có cùng một nghĩa. Đầu đây không có nghĩa là đã sinh và đã mất. Tình yêu đầu mà chúng ta thường hiểu là cái gì đã sinh và đã mất. Nhưng mà tình yêu đầu ở đây không phải là sinh mà cũng không phải là mất. Không bao giờ sinh, không bao giờ mất. Nó có mãi ở trong ta. Nó có từ khi ta mới sinh. Nó có từ khi ta mới bắt đầu biết thở. Và nó là tình yêu tinh khôi, không bao giờ mất hết. Và vì vậy cho nên không bao giờ cần có tình yêu cuối, như là đối lại với tình yêu đầu. Người là dòng sông tâm linh, tuy đã chảy qua hàng triệu kiếp luân hồi nhưng luôn luôn còn mới. Còn mới cho nên gọi là tinh khôi, mới tinh khôi. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Thế Tôn là bình an, peace, you are peace. Thế Tôn là vững chãi, you are stability. Thế Tôn là thảnh thơi, you are freedom. Người là Bụt Như Lai, you are the Buddha, you are the Tathagata. Rất là rõ ràng, đối tượng của tình yêu, đối tượng sự tìm kiếm không phải là một ý niệm rất là mù mờ. Đối tượng của sự tìm kiếm là bình an, là vững chãi, là thảnh thơi, là giác ngộ. Trong một buổi họp mặt liên tôn ở tại bên Ý, thì khi mà mọi người thắp đèn lên rồi và cầm trong tay cái đèn, thì có một vị linh mục nói rằng bình an là cái gì chúng ta không có thể thấy rõ được. Tất cả chúng ta đều đang đi tìm bình an, nhưng mà bình an là một cái gì rất là sâu xa, rất là mâu nhiệm, mà chúng ta không có thể thấy rõ được. Thì đến phiên của tôi thì tôi nói rằng bình an là một cái gì rất là cụ thể, mà chúng ta biết chắc chắn nó là cái gì, nó không phải là ý niệm mơ hồ. Bình an, peace, là sự vắng mặt của giận hờn, sự vắng mặt của sự ganh tị, sự vắng mặt của sự tranh chấp, sự vắng mặt của thèm khát, sự vắng mặt của kỳ thị. Now we know exactly what it means. Peace. Bình an là sự vững chãi. Chúng ta đi tìm cái đó, và chúng ta biết cái mặt trái của bình an là gì. Ta đi tìm bình an là nhờ chúng ta biết cái không bình an là cái gì. Không bình an là cái sự giận hờn, không bình an là sự u mê, không bình an là sự kỳ thị, không bình an là niềm tuyệt vọng.
không bình an là sự thèm khát, dục vọng. Và ta đi tìm Thế Tôn, tức là ta đi tìm sự bình an đó. We know exactly what we are looking for. Thế Tôn là bình an, Thế Tôn là vững chãi. Nếu không có vững chãi thì không có hạnh phúc. Hôm nay thế này, mai thế khác. Mình không cho làm chỗ nương tựa cho chính mình được thì làm sao người ta có thể nương tựa vào mình? Vững chãi là đối tượng sự tìm kiếm, mà tôi biết rõ vững chãi là cái gì, là tôi đang tìm kiếm cái gì. Và chánh niệm và thanh thân và sự giác ngộ, enlightenment, là buộc là như là. Thì khi muốn tìm ra được cái này, những cái chất liệu quá cụ thể như vậy thì tuy niệm danh hiệu không có đủ. Quán tưởng những cái tướng hảo quang minh nó không có đủ. Tại vì tùy niệm danh hiệu, quán tưởng những cái tướng quang minh có thể là cái cửa ngõ đầu mà chúng ta phải đi ngang qua. Nhưng mà không đủ. Nó có thể làm dịu đi bớt những cái đau khổ, những cái thất vọng trong ta. Nhưng mà đó chưa phải là cái đối tượng tìm kiếm đích thực. Và vì vậy cho nên ta phải đi qua cửa ngõ của quán môn. Và vì vậy cho nên tới với đạo Bụt mà chỉ hưởng được, chỉ mở được cánh cửa của tín môn thì rất là uổng. Mà tới với đạo Chúa cũng vậy, tới với đạo Do Thái cũng vậy, tới với Ấn Độ giáo cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ làm được người yêu cái công việc đi tìm người yêu qua hình sắc và qua âm thanh thì chúng ta không đi xa. Chúng ta có quyền đi tìm người yêu bắt đầu bằng âm thanh và hình sắc, nhưng mà chúng ta phải nghe lời Bụt căn dặn: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu muốn tìm ta qua hình sắc, nếu muốn tìm ta qua âm thanh, thì người biết rằng người đang còn đi trên con đường tà đạo và chưa thấy được ta. Người thấy phải vượt qua sắc, phải vượt qua thanh, và người mới tìm được bình an, vững chãi, thảnh thơi. Người mới tìm ra được Như Lai tạng tánh. Con nguyện một lòng nuôi dưỡng chất liệu thảnh thơi, chất liệu vững chãi. Buddha, I am your student, I am your disciple, I am your son, I am your daughter. Buddha, I am your continuation. Buddha, I am you. Because I have your essence, solidity, freedom, peace. Con nguyện một lòng nuôi dưỡng chất liệu vững chãi, chất liệu thảnh thơi và truyền đạt tới mọi loài hôm nay và ngày mai. Con muốn, con nguyện sẽ tiếp tục sự nghiệp của Như Lai. Con nguyện làm được những cái mà Như Lai chưa làm xong. Cùng muốn con phải làm. Con đang làm chừng. Nghĩa là bồi đắp sự vững chãi, sự thẳng thơi và truyền đạt lại sự vững chãi và sự thẳng thơi. Đó là cái phần sự của chúng ta, một người Phật tử, một người xuất gia, một người tại gia.